Đây có người đặt 2 cái, có người đặt 3 cái, có người đặt 1 cái. Mà cố gắng bữa nay gửi trả đủ cho anh em luôn nha. Chỉ 25 cái thôi. Nếu mà anh em nào đặt sau thì đợi chuyến sau khoảng 4 ngày hay 5 ngày gì nữa. Mình được thêm mấy 30 cái nữa, khoảng 30 cái cho nó nhanh. Rồi, vậy nha. Đang gói nè, rồi buồn chút xíu. Hơi mệt mà vui.